trắng phao. Bây giờ Lê Toàn đi tráng chảo nhá, tráng nước sôi nhá cả nhà nhá. Cái chảo này là chảo mình đun để ăn này cả nhà này. Đấy, là chảo sạch. Đấy, mình vẫn chia sẻ cho nhà xem cái chảo nó mới này. Đấy, nó sạch sẽ này. Mình tráng nước sôi xong bắt đầu cho bổi vào là mình đánh nhá. Đấy, ăn cho đảm bảo, nhiều người không bị hiểu này, cơ bản là. Bây giờ này toàn là chắt tiết ra nhé, chắt vào cái bát ô tô rồi. Cái này tiết canh lợn này, phải đánh một nước một tiết này. Rồi. Cho nó đầy, cho nó thoải mái nước tiết đây. Rồi, một tiết một nước, cứ thêm là dã. Đấy, bây giờ cho một nước vào đấy cả nhà, một tiết và một nước, không phải cháo, nó cứ thế đổ vào thì tí nữa đánh nó dồn vào cái bát đấy, quá hấp dẫn. Tuyệt vời, rực rỡ này, ăn này tét bô luôn. Cứ quấy thì thoải mái cho nó hòa quyện nước với tiết cho nó tan, ngon đấy cả nhà, nghỉ hấp dẫn đấy. Đấy, bổi tần bổi ngon không, hành nướng cho vào nữa thơm. Mời tất cả đại gia đình thưởng thức cùng với cả gia đình Lê Toàn nhé. Hôm nay nhà mình đấy. Bằng hôm nay chơi bằng cái chưa cái chảo gọi là chớp đồng đặc này, úp chảo được mà đấy, đấy. Ngồi bóng đánh đu đấy, quá là đã cấp nhỉ. Sao đừng ăn này, ăn này ngon đâu ạ, ông ạ, cho này toàn sủi hết rồi. Đấy, răng răng nạc mà, răng nạc em ơi, toàn ăn quán chanh đấy ông ơi, chanh đấy ông ạ. Đây có chanh rồi, đấy chanh đấy. Đấy, ngon chưa cả nhà, còn hấp dẫn. Nó nạc, nó nước nó đàng hoàng hết. Đánh cái này gọi là đung đưa không đổ. Ngồi võng đánh đu đâu mà. Úp chảo. Tiết canh úp chảo. Làm cái chảo này là khỏe đấy. Hay khô nghỉ kìa. Tao ra mời cả nhà thưởng thức cùng với cả gia đình nhá. Chào ngày mới, buổi sáng. Buổi sáng an lành. Thế thì em ơi. Úi giời. Được. Đấy, bắt tay cái cho tình cảm còn lâu lắm rồi, không bắt tay ông thì quên hết cả. Ông con xa dần. Cả ông. Tay ấm à? Rượu ngon đấy. Rượu ngon, rượu này rượu nước cốt đấy. Lòng ngon, tiết đẹp. Tiết đẹp. Các em ơi. Tiết đẹp. Ông ơi ngon đấy. Hôm nay gọi là tần thánh cái tiết canh hết cả nhà. Bốn thánh tiết canh, năm thánh tiết canh ăn. Anh em ông cho ông còn tân ăn được tiết canh, ăn khỏe, ăn được, nó mát ruột, xếp lòng như là bản đồ ấy nhỉ, lòng xếp như bản đồ, bố mải ngon quá, ngon gì đâu, nhìn đâu nhai ngon thế, ngon. Ông hôm nay mua cái món này ngon đấy, món này lâu này thay đổi khẩu vị một chút, đánh vào cái chảo cho nó cái chớp, mình gọi cái chảo đấy, nơi gọi cái chớp. Vâng, sau đó thì đánh cái canh ấy. Cái canh đánh bằng chớp. Nhón rồi, ông có một cái nhón chớp chảo. Được, gà ngon. Ngon quá. Bùi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Ấy cứ nhón cho nó, gọi là cho nó hoang dã. Bùi, đúng không? Tần ông con người nhà thì không có ai. Đấy, nào cái miếng da dày này, đấy. À, ấy, lòng non đấy, dày quịch, đấy, cái miếng đấy đấy. Trông cũng như là cái giấy quịch ấy, ngon đấy, trắng phao luôn. Mời cả nhà thưởng thức. Đấy, ăn cái miếng đấy giòn tan như ngọn rau muống. Anh em mình nông thôn bông nhón này nó thoải mái. Cái bông nhón nó hoàng dã, nó tự nhiên. Mình đi khách sáo quá nó không gì. Năm rưỡi sang vào quán đi đâu đưa cho bà các bà xem lấy cái gì. Ngon. Ngon. Các bác thị chợ hay đi. Có cả ớt muối đấy em. Có cả ớt ngâm đấy. Ớt muối. Đó. Ăn muối ăn ngon. Đây không? Ông ông còn mang cả ớt ở nhà đi, ở bên này đầy ớt thì ông mang ớt ở nhà đi. Thủ sẵn. Thủ sẵn.
phân tử phòng thân nên nhiều khi ông còn được cả giấy giấy vào túi sợ thiếu cả giấy. Xin mời đại gia đình, mời đại gia đình nhà mình nhá. Ngọt dịu luôn. Cái gì? Ăn đấy. Uống ngon, ngon này. Rượu ngon. Nếu không xong không háo thế là uống tốt. Tốt, rượu ngon. Xong còn rượu ngon quá bảo. Cháu còn đang có cái bình kia nó khi nào nó mà mày chỉnh có rắn thế nào mà lại thò đầu nó đẹp thế. Ngon nhỉ ông nhỉ? Hôm nay cái nồng này ngon, không được không? Nằm ngon quá. Mình ăn ngon ăn nữa thật. Làm được cái sạch sẽ, sẽ ngon. Ở quán 5 là mình thì làm thì 10. Ở về ngược lại, dạ dày này em à. Dạ dày dày ăn ngon, ăn mạnh thì cho nó hết thế không? Mọi người ăn tân thừa. Là... tân thừa không? Góp cho ông cái... Ông ăn đi, ông ăn mạnh này. Ông mắt ông vẫn tỉnh ạ. Mắt ông vẫn tỉnh. Nào, ông làm cái miếng đấy cho nó... ấy dạ dày, giòn tan. Ngon quá. Ngon. Rau thơm ngon em ạ. Nó dày ăn giòn tan. Rồi cả nhà ngon á. Ngon, ăn nó dày nó giòn giòn. Đây bác bắt đầu gọi là chương trình phá tiết rắn quá. Cái này cũng khi phải dùng sẻng xúc, dùng sẻng lấy mùi xúc cho nó. Bắt đầu phá. Rắn cưng. Ông đã chuẩn bị để bắt đầu phá. Đông đắc này nha. Đấy cứ làm đầy vát đây là nó mát mát ruột. Không có tí nước nào nhỉ. Rắn quá nhỉ. Bánh tiết canh đã cấp thật đấy. Mời các chú đi lại. Ngon quá. Ông hả? Bảo cho ông một phát. Ông đang háo. Các chú đi. Ông đang háo. Ông đang háo. Đấy. Ông đang chờ. Cứ cho đầy vào ông ăn khỏe lắm. Cái này nó mát. Từ từ. Làm ba tăng. Làm ba tăng. Tiết canh này. Làm ba tăng. Đồng quá nhỉ. Đồng đắc nha. Còn hơn cả thạch câu. Đấy, cái này mình cảm giác như đang sắn cục thạch nhỉ. Đấy, sắn cục thạch. Cứ cầm cọc. Đấy, cứ cho vào đấy cho nó đánh ăn nó thoải mái cả nhà. Mình nói chung là mình cho cả nhà xem cho nó thay đổi cái gọi là cái không khí một chút thôi. Khi về lấy tay nhóm. Ừ. Bốc được. Lấy tay móc được đấy. Thu về hưu hàng. Này mình lấy dao phải sạch sẽ. Rồi. Bắt chảnh. Đấy. Cái quyền làm yêu chiếc dành ngon quá nhỉ. Làm sao mà giảm nào. Ui dồi ôi, ông ơi. Tiết canh ngon này. Canh còn là quá đẳng cấp. Mời cả nhà nhá. Ăn củ cọc nhỉ. Ui dồi. Ngon quá. Giòn tan. Đấy, ông làm miếng nhanh thế. Ui dồi. Đấy, cứ làm thế là ăn nó đã tí đã. Tiết canh này ngon quá. Ngon. Hôm nay lên quyền đánh rồi không thể chê được nhỉ. Hôm nay nắm sụn mà nó không có tí nước nào chứ. Nhai cũng cọc giòn như kiểu như nhai ngu. Giòn tan. Cọc vào bóc biển. Sợ ông răng yếu. Chú đặt được cái hãng nào mà ngon. Bóc biển bóc vào nhai cái này thì dễ dàng. Đấy, mát ruột. Mời cả nhà nhá. Kêu cùng cọc. Nó bóc biển nhai cái răng rồi. Rồi, quá ngon. Ừ. Rồi đến Thu thưởng thức là mình to ăn cho nó đã to. Đấy, cái cành ngon. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà thưởng thức. Cái này mấy giờ này phát lên mạng à? Cái này còn phải từ từ. Ngon quá. Hôm nay ông quá, mấy giờ phát lên mạng nhá. Ông đang mời cả nhà vừa ăn vừa nghĩ. Không biết mấy giờ phát lên mạng. Hôm nay nó hấp dẫn quá mà có cái chảo cả nhà đấy là, nên là đánh vào cái chớp cái chảo đấy nó hấp dẫn. Ông thấy là nạ. Mọi lần ăn bằng bát này, mỗi ông con 1-2 bát thì nó là bình thường rồi, nó quen thuộc rồi. Đấy, mình đánh cái không khí cho cả nhà xem cho nó mới nạ một chút. Đấy, Tần Thánh ăn tiết canh ấy. Cái chảo này chắc là hết trăm trăm. Tiếng chim hót nữa. Ngon đấy. Rồi mình sẽ bỏ mấy con chim xuống cho cả nhà xem. Đây này, Quyền đã làm hết bát rồi. Đấy, chim mình để hai con chim ra cho nó không khí cho nó díu dít một chút. Cái cành ngon quá. Cái cành ngon. Đấy, cứ sắn còn là khẩn phát là thành khúc rồi. Như cái sa beng. Đấy, sắn sắn cho chú Toàn. Toàn.
sắn luôn, sắn ông nữa, sắn cả ông có thể luôn, ừ. Theo vòng luôn. Không cứ sắn luôn theo theo vòng. Theo vòng. Chứ theo vòng như một xà beng. Mỗi người chỉ có một xà beng. Cứ nào táng, thật mỗi người là táng. Đấy là táng. Ông trông tới ít thôi. Không. Rồi ông cho ông một tăng đấy. Cho ông một tăng này nữa. Tăng được không? Tăng đẹp. Tăng đẹp cho ông hai phát. Tăng này vừa khít. Tăng này là gọn. Đấy, tăng này đẹp rồi. Ông một tăng. À, hấp dẫn rồi nhỉ. Đấy, nhưng mà ăn gọi là tiết canh lòng lợn buổi sáng nó bình dân như thế thôi nhỉ. Nghe tiết kim hot là nhất. Quấy, ui giời, ngon đấy. Giòn. Đứng xa vẫn nghe tiếng kêu cộc cộc. Bác Biển mà nhai cái loại này, bác phải gãy mấy cái răng cửa. Chú rót rượu đây kìa. Nói gì vậy? Hai đứa rượu ông điều khiển nha. Đứa ông điều khiển. Nhà cũng kêu cộc cộc. Giòn cộc cộc. Như là nhai ngô không nhỉ? Ngon tuyệt vời nhảy rắn sắn cộc phát nhảy thành khúc luôn đúng như cục thạch. Cái ngon này khi quên bỏ hết lòng, bỏ hết cả lòng nhưng vẫn phải ăn hết lòng đi, mọi lần thừa nhiều quá ông ấy cố ăn. Cái cành là ngon đúng không ạ? Cái món này cũng ngon nhưng mà cái cành là mà thanh niên cứ đá hết đấy nào mà miếng đấy ăn sắn to mà ăn cho nó mát ruột. Thế nhai ít bột, nắm trộn. Đúng rồi. Thật hôm nay về đến nhà anh Toàn đánh cho bát tiết canh tuyệt vời. Tuyệt vời. Mấy tháng trời được miếng đánh này. Đánh chảo chớp. Đấy, Lê Quyền đánh chảo chớp. Đọc. Ông con mình. Đấy, mời ông nhá. Người nào buổi sáng, chào buổi sáng, bát tiết canh. Chào buổi sáng, lòng lợn tiết canh còn mát mẻ thằng người. Đấy, mấy ông con cứ đu đưa rồi là thôi một vài chén cho nó ấm bụng. Còn ra đồng đi gặt hái mày ăn sớm tầm này vẫn là sớm lắm, ở nhà 6 giờ đấy mà đã sáng thế này giòn nó gặp nhỉ. 7 giờ quá ngon được đẳng cấp. Anh Diên cứ ăn hết đi. Bắt chết ông không mà chết. Ở đây cho sẵn pha đấy nữa là cho nó hấp dẫn cho gọi là cái chú ở Vũng Tàu gọi là về qua này đang lên. Làm ở ngoài Vũng Tàu qua này đi đi lái tàu ăn cho nó đã ăn nên nó mát ruột đấy cả nhà đấy gọi là hết cái chảo đấy rồi. Còn phần đây Toàn có một mẩu con thôi đấy đây Toàn ăn thế rồi để thưởng thức rồi còn hôm nay còn là để chiêu đãi còn là mời khách đấy mời khách quý mà đánh vào cái chảo này mình xác định là hôm nay là ông mấy ông con là ai cũng ăn được tiết canh đấy nên là mình xác định hôm nay phải đánh vào cái chảo to này cả nhà để cho cả nhà cái chảo chớp này đấy, mình cái thứ nhất là để không khí thôi cho nó mới lạ chứ còn không mình đánh ra bát cũng mười mấy 20 bát thì nó cũng là bình thường thôi. Đấy, ăn thì cho nó mới lạ thì thôi. Sau ra Vũng Tàu còn nhớ đến bác Toàn đánh tiết canh. Đúng rồi. Đấy. Toàn nó ngon. Ngon, giòn, tan. Đấy, này Toàn cầm máy quay từ lấy giờ cả nhà nên thèm quá rồi. Còn bây giờ mình vào mình mời cả nhà nhá. Món tiết canh huyền thoại. Anh cũng hết. Anh cũng hết. Đấy, còn có một khúc này mình sơi lốt này. Đấy thôi. Đây là ông làm một lốt miếng này ăn con nó mát rồi. Ngon quá. Mời cả nhà nhá. Ngon quá. Thì mời cả nhà nhá. Mình vào sau mình tự xử luôn. Kèm phát. Vào sau mời nhà. Như là ông quên bất chanh là sao? Đấy. Các ông ở mua ăn quá quên cả bất chanh. Cầm đũa sắn như cụ thạch, dù hết cả tay mời nhỉ.
mình ăn nhai mà không tả được, nó nhai nó kêu nó giòn, nó nhai cái gì giờ không ví được, chưa nghĩ ra được. Giòn ớt muối ngon. Còn nữa là cúc quyền nó còn có nó đang học ngon quá. Lắp cái cành nhỉ? Mình ăn được cái gì thì mình lấy đũa mình lắp. Ngon quá. Anh ăn đủ rồi, anh ăn suốt ngày. Anh cũng nhớ nhớ đến thật. Nhớ đến các anh cũng cầu về đánh còn nhớ đến các anh đúng không? Đúng rồi, các bạn ăn nó ngon, cái này ăn nó dễ ăn ngon, là đánh thần truyền thụ đấy, chú xem ăn nó rất chuẩn, nước nóng nước là nước sôi biết là ngon quá. Cảm ơn chú biết đánh xin chú bảo bối cái này một loại là hết chảo như này nhá. Đấy, chảo trước cành siêu to khổng lồ rồi, đã xong. Xe chở đá rác. Ngon quá nhỉ? Ngon. Đồ ăn ngon quá, cành đồ ăn ngon cả. Đồ ăn ngon cả. Cái tăng dậy thơm. Nguồn mình có phụ đấy không ạ? Để sớm có cái món này đâu. Đến buổi không có. Bác toàn bác quen quen chỗ. Bằng cái này để đá bát cái này luôn. Bác mẹ rồi chứ. Nếu mà cháu khách đến thiếu thì vẫn phải thẳng đá bát quá. Rồi, video nên là quay hơn lượng ở nhà đấy, mình có thể chia sẻ và đánh vào tiết canh vào cái chảo trước ấy, như Lê Quyền bảo là chảo trước và đánh vào cho nó thay đổi không khí đâu cả nhà. Chứ nó không có cái gì là gây gọi là phản cảm hay nọ kia, mình mang đi chất là vui giải trí rồi nhỉ, cho người ta xem là mang đi chất là giải trí người xem đấy, mình cho nó mới lạ. Còn đây là cái chảo này là chảo nhà mình mới mua là cũng là sạch sẽ, mình đun nấu là, chứ không phải là cái chảo để cho chó hay cho lợn ăn đâu nhá. Người xem thông cảm cho mình nhá, tóm lại là không ảnh hưởng gì hết, mình mang đi còn tắt giòn được. Xin chào tất cả gia đình nhá, chào cả nhà nhá, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để mình có thể ra những clip tốt hơn đấy. Hẹn cả nhà xem clip tiếp theo, thank you mọi người, bye bye cả nhà. Ngon quá không ạ?